Hello, xin chào các bác, chào mừng các bác đến với video của Sơn Sập Gỗ. Trong video ngày hôm nay, Sơn sẽ chia sẻ với các bác 3 cái bí mật mà khiến cho dân chơi sập chiếu ngựa như ở trên trời, sau đó rơi xuống địa ngục. Vậy thì 3 bí mật này là gì? Mời các bác cùng đón xem hết video. Chúng ta khi mà chúng ta mua cái sản phẩm sập chiếu ngựa, hay là chúng ta mua hay còn gọi là sập gỗ đấy, thì chúng ta mong muốn rằng chúng ta có một cái sản phẩm để đời, để lưu trữ lại muôn đời. Nói theo một cách vui, có nhiều bác khách hàng nhờ nói chuyện vui với Sơn là rất vui. Bởi vì tao mua ấy, là bởi vì tao muốn sau này khi mà nhìn lên bàn thờ ấy, thì bọn con cháu nhà tao nó biết đấy là ông nó mua cái mà nó đang ngồi đấy, thì ông lại chỉ lên bàn thờ đấy. Đấy, thì nào nó vui quá, nhưng thực ra thì ai phải chết thôi, đúng không ạ? Để mình chúng ta lưu giữ lại những cái kỷ niệm này, để chúng ta lưu giữ lại cái hình bóng của chúng ta. Để những người thân trong gia đình của chúng ta nhớ đến chúng ta sau này, khi mà chúng ta nằm đi rồi, hay là chúng ta muốn mang lại một cái giá trị gì đó. Bởi vì khi chúng ta mất đi rồi, đúng không ạ, nhưng mà cái sản phẩm đấy nó vẫn có giá trị, vẫn có lợi ích đối với người còn sống, là các con các cháu vẫn quây quần, vẫn tụ họp, hay gia đình vẫn hàng ngày ngồi ở trên đó, và hai gia đình vẫn hàng ngày nhớ đến ông nội bởi vì ông đã mua cái sản phẩm này, đúng không ạ? Tuy nhiên thì khi chúng ta mua thì sẽ có vài cái điều sau đây chúng ta cần lưu ý để tránh chúng ta như kiểu là từ thiên đàng mà bị rơi xuống địa ngục. Vậy thì 3 điều này là cái gì? Các bác cùng đón xem hết video. Sơn thì có một người anh mua một cái sản phẩm gỗ của Sơn. Thì sau một khoảng hơn 2 tháng sử dụng thì anh ấy gọi điện cho Sơn và anh nói rằng: "Ồ em ơi, sao mà nó cứ chảy ra những cái nước gì đấy, không biết là liệu ở trong nó có phải là gỗ không, tại sao mà nó lại có rỉ ra những cái nhớt, cái mủ gì đấy, nó rất là ghê, và anh rất là lo lắng, không biết là cái sản phẩm của mình nó như thế nào, không biết là có phải giả hay không, hay là em nó có bỏ cái gì vào trong không, mà tại sao mà nó rỉ nước thế." Thì đây là cái sự thật đầu tiên các bác ạ. Sự thật đầu tiên đó là gì ạ? Hầu hết các cây gỗ nguyên khối thì nó không có thể khô được các bác, hầu hết thì nó đều còn khá là, nó còn hơi ẩm một chút, nó còn hơi kiểu, nó kiểu quẹo quẹo thôi, nó cũng chưa khô được. Bởi vì Sơn cũng có tìm hiểu, Sơn thì có một người anh ở dưới Sài Gòn ấy, thì anh ấy làm một cái công ty về đồ gỗ, nhưng mà gỗ của anh ấy là gỗ công nghiệp, thì anh ấy sử dụng công nghệ rất là cao, và anh ấy ép hết nước ra, rút hết nước, sau đó thì anh ấy tẩm ướp hóa chất, và gần như là cái gỗ nó đã chết cứng rồi các bác, nó khô cứng rồi, nó không còn có cái tế bào bên trong, nó không còn nước nữa, thế là nó kiệt cây gỗ rồi. Thì nó rất là bền, và cái tấm gỗ ấy của anh ấy có thể để ra, nó chỉ là mỏng 1-2 phân này thôi, thì anh ấy có thể để ra ngoài trời, và gỗ của anh là gỗ ngoài trời, thì nên anh có thể để ở ngoài trời cả chục năm và bảo hành không hư. Thế nhưng mà khi mà Sơn suy nghĩ như vậy thì Sơn cũng thử tìm hiểu xem cái sập gỗ của mình có cách nào để mình sấy khô được không. Thì điều này nó rất là khó các bạn, không thể nào mà mình có thể sấy được vào một cái tấm sập 20 phân, và gỗ của mình là gỗ cứng, gỗ chắc, nó gỗ của mình thuộc hạng gỗ bền, mình chơi tự nhiên mà, nên ấy là nó rất là cứng, thế nên là để mà sấy được vào cái độ sâu của cái gỗ như vậy thì gần như rất khó các bạn. Hiện tại thì Sơn chưa biết công nghệ nào, nếu mà các bác biết có thể giới thiệu cho Sơn, nếu các bác am hiểu trong lĩnh vực này. Thế nên ý, khi mà cây nó còn quẹo quẹo như vậy thì sau nó sẽ phải rỉ cái nước ra chứ ạ, đúng không, nó phải rích cái nước ra bên ngoài. Nhưng mà cái nước này là điều đương nhiên, không phải là nó chảy rầm rầm dề dề như kiểu hình ảnh rầm ở trong nhà đâu ạ các bác, không phải là như vậy. Nó chỉ nó chỉ rích ra một chút gì đã mà ướt thôi. Thế nhưng mà nó cái khoảng thời gian mà nó chảy như vậy thì nó chỉ chảy trong vòng khoảng 1 năm hoặc 2 năm trở lại thôi, thì nó sẽ kiệt cây gỗ và lúc này thì nó sẽ hết chảy. Thì đấy là cái bí mật đầu tiên mà ít người nói với các bác ạ. Nhưng cái điều này sự thật thì Sơn sẽ chia sẻ với bác thực tế là như thế. Rồi, cái sự thật thứ hai ấy thì Sơn muốn chia sẻ với các bác rằng cái sự thật thứ ba mới là sự thật mà các bác ít ngờ tới và không để ý tới nhất. Đó là cái sự thật thứ ba, thì bác lưu ý tí nữa Sơn sẽ chia sẻ cái sự thật thứ ba. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đến với sự thật thứ hai. Đó là gì ạ? Chúng ta phải xác định một điều ấy, là cây gỗ nguyên khối nó sẽ bị nứt răm các bạn. Nó sẽ bị nứt răm bởi vì như thế này. Bởi vì như mà cây gỗ chúng ta, cây gỗ lớn như vậy đúng không ạ, nó sẽ phải co lại, hay cái cây mà chúng ta chặt xuống thì nó phải héo, nó co lại, khô lại, kiệt lại dần dần như vậy. Thì hầu hết các cây gỗ nguyên khối đều bị co, bị kiệt, bị héo lại như vậy. Thì kể cả là những cái dòng gỗ tốt, ví dụ như là gỗ cẩm, gỗ chắc hay gỗ gì đi chăng nữa, thì nó cũng phải co lại như vậy. Và Sơn cũng có các sản phẩm về gỗ chắc rất là cứng, rất bền, gỗ cẩm, nhưng tất cả nó đều co lại và nó đều bị nứt răm. Không có gỗ nào là không bị nứt răm hết các bạn. Các bác để ý thấy những cái cây lục bình ở nhà mình này, những cái sản phẩm lục bình ở trong nhà mình ấy, rất là tốt, bằng gỗ Việt, gỗ lim, nó vẫn bị bình thường. Vậy nên cái điều này các bác chơi gỗ nguyên khối, mình đừng có hy vọng là nó sẽ được mãi mãi như thế. Nó sẽ được mãi mãi như thế là không bao giờ được các bạn.
không bao giờ nó được mãi mãi như thế, mà chúng ta phải xác định là sau này nó sẽ nứt răm lại và chúng ta sẽ phải xử lý một lần nữa. Chúng ta cứ xác định là 4 năm sau hoặc 5 năm sau mình sẽ xử lý lại một lần để cho nó đẹp tổng thể luôn, để cho nó ok luôn. Đấy, thì các bác lưu ý. Còn một cái sự thật thứ ba mà Sơn tin rằng chúng ta ở đây sẽ khá là thất vọng với cái tự giật này. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết nó là như thế, bởi vì chắc chắn nó sẽ như thế, nên chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý. Chúng ta không nên cái mong chờ nó cao quá, khi mà chúng ta kỳ vọng nó trên trời ấy, mà gần như không thể đạt được ấy, thì khi mà chúng ta phát hiện ra được thì chúng ta bị hụt hẫng. Hụt hẫng là dẫn đến chúng ta nghĩ xấu về nó. Thế nhưng mà nếu chúng ta chuẩn bị trước tâm lý, chúng ta xác định trước là nó sẽ như thế, thì chúng ta mua về chúng ta chơi, chúng ta sẽ biết nó như thế và chúng ta sẽ vẫn hài lòng với nó, vẫn vui vẻ, bởi vì chúng ta đã chấp nhận nó rồi. Thì đấy là cái sự thật gì ạ? Hầu hết các vân gỗ thì sau này sẽ không còn nhiều nữa các bạn. Hầu hết các cái loại vân gỗ tốt, vân xịn, vân đẹp đến mấy, nó đều phủ hết. Bởi vì sao như thế? Bởi vì các cái vân gỗ sau này, cái cây gỗ nó sẽ đổ xuống cái màu gỗ thật của nó. Kể cả gỗ chắc hay gỗ gì, các bác cứ để ý thấy gỗ lục bình nhà mình đi, mình mua về nó đẹp, nó vân nó nổi, nó đẹp như vậy đấy. Nhưng một vài bữa nữa, cái mủ nó xì ra là một này, cái nhựa cây nó đổ ra này và nó đổ với cái màu gỗ thật của nó ấy. Gỗ thật của nó, màu gỗ thật ấy, thì lúc này nó sẽ phủ hết cái vân. Vậy nên là nếu chúng ta chọn mua những cái tấm vân cực đỉnh thì rất là ok. Nhưng mà để mà giữ được cái vân đó thì chúng ta cần phải tẩy thường xuyên, và chúng ta cần phải vệ sinh thường xuyên, chúng ta cần phải giữ sạch nó thường xuyên hơn, lau chùi dọn dẹp liên tục. Và thậm chí là chúng ta sẽ phải làm lại nhiều. Ví dụ 1-2 năm chúng ta có điều kiện thì chúng ta sẽ làm một lần, 1-2 năm chúng ta sẽ làm một lần thì nó sẽ đẹp liên tục. Còn nếu mà chúng ta đã xác định chơi ăn chắc mặc bền lâu dài rồi thì mình quyết định rằng 5 năm mình làm một lần và mình sẽ không bao giờ làm lại nữa, thì chúng ta không cần phải chọn vân quá là đẹp làm gì. Bởi vì sau này nó sẽ không có vân đâu các bạn ạ. Nó chỉ chơi vân được một vài bữa thôi, còn sau này nó sẽ không có vân nữa đâu. Vậy nên các bác cứ chuẩn bị tâm lý là như thế. Đây là ba cái điều mà Sơn tin rằng ít người chia sẻ với bác, và hôm nay Sơn chia sẻ với các bác. Và mong rằng các bác sẽ đăng ký kênh để ủng hộ. Và các bác lưu ý rằng nếu mà khi mà mình đăng ký kênh ấy, thì mình bấm vào cái nút hình quả chuông ấy, thì sau này khi mà Sơn đưa ra cái video mới thì mình sẽ nhận được ngay. Bởi vì Sơn tin rằng khi mà với những cái điều, một kinh nghiệm mà Sơn chia sẻ, mà Sơn học được, Sơn đọc được ở trên mạng, và Sơn xem được những người khác chia sẻ, và Sơn nhìn thấy các anh thợ anh ấy làm, và Sơn hỏi các anh thợ, và Sơn hỏi các cái những người có kinh nghiệm, giàu kinh nghiệm, thì Sơn đúc kết lại được và Sơn chia sẻ với các bác. Đây là những cái kinh nghiệm rất là thực tế và giúp cho các bác rất là nhiều điều để cho các bác trở thành người tuyệt vời hơn. Và chúc các bác sẽ có những cái sản phẩm lưu giữ muôn đời. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào.